Bài 3. Tổng cầu trong nền kinh tế mở. Trong bài 2 thì chúng ta đã xây dựng mô hình ISLM là tổng cầu trong nền kinh tế đóng. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng mô hình với nền kinh tế mở và mô hình được gọi là mô hình Munden-Fleming. Phần đầu tiên trong bài này sẽ ôn tập lại một số khái niệm cơ bản của nền kinh tế mở, cơ chế của nền kinh tế mở. Và sau đó chúng ta sẽ phát triển cái đó trong nền kinh tế, trong mô hình Munden-Fleming của nền kinh tế mở. Trước tiên là khi nói đến nền kinh tế mở thì chúng ta phải nhớ lại cán cân thanh toán quốc tế, bởi vì tất cả các hoạt động kinh tế quốc tế sẽ được tổng hợp trong cán cân thanh toán quốc tế, và trong đó bao gồm hai tài khoản chính là tài khoản vãng lai và tài khoản vốn. Ở đây thì chúng ta có thể tóm tắt lại những cái khoản mục chính của mỗi một tài khoản và kết quả chung của cán cân thanh toán quốc tế thì sẽ là tổng của hai cán cân từ hai tài khoản trên. Đó là cán cân thanh toán quốc tế thì sẽ bằng là cán cân của tài khoản vãng lai cộng với cán cân của tài khoản vốn. Và mỗi một cán cân thì là chênh lệch giữa tổng thu ngoại tệ với tổng chi ngoại tệ, nên là cán cân thanh toán quốc tế sẽ là chênh lệch tổng thu ngoại tệ của cả hai tài khoản với tổng chi ngoại tệ của cả hai tài khoản. Từ đây thì chúng ta sẽ có đơn giản hóa phương trình của cán cân hai tài khoản cũng như là cán cân thanh toán như sau. Cán cân thanh toán thì chúng ta sẽ ký hiệu bằng chữ BP, tức là Balance of Payments. Còn đối với cán cân của tài khoản vãng lai thì có thể nói rằng là xuất nhập khẩu chiếm giá trị chủ yếu trong cán cân tài khoản vãng lai. Vì vậy để đơn giản thì chúng ta sẽ tạm bỏ qua hai yếu tố phụ còn lại, và từ đó suy ra cán cân tài khoản vãng lai chính là bằng xuất khẩu ròng, hay nói cách khác là xuất khẩu trừ nhập khẩu. Còn cán cân của tài khoản vốn thì chúng ta sẽ có chênh lệch thu và chi ngoại tệ của tài khoản này, và viết tắt là F, tức là chênh lệch thu chi ngoại tệ về vốn. Đối với mỗi một tài khoản thì chúng ta thấy rằng là cán cân này có thể thặng dư hoặc là thâm hụt. Và vì vậy, giá trị chung của cán cân thanh toán cũng sẽ là thặng dư hoặc là thâm hụt. Nếu như BP là âm, tức là cán cân thanh toán thâm hụt, thì chúng ta đang cần chi ngoại tệ nhiều hơn số ngoại tệ thu được, tức là thiếu ngoại tệ. Và để có thể đủ ngoại tệ chi thì chúng ta cần có sự tài trợ ngoại tệ từ Ngân hàng Trung ương. Trường hợp ngược lại, nếu như BP dương, tức là cán cân thanh toán thặng dư, số ngoại tệ thu về nhiều hơn số ngoại tệ cần chi, thì phần ngoại tệ thu về dư thừa sẽ được bổ sung vào ngoại tệ, vào dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương. Ngoại tệ là một biến số cơ bản trong nền kinh tế mở khi mà chúng ta xét về thị trường giao dịch của nền kinh tế mở. Mọi giao dịch như đã được nhắc đến trong vĩ mô 1 thì đều đòi hỏi phải có ngoại tệ, và chúng ta sẽ trao đổi ngoại tệ trên thị trường ngoại hối. Biến số chính của thị trường ngoại hối chính là tỷ lệ chúng ta đổi tiền, hay còn gọi là tỷ giá hối đoái. Khi chúng ta thực hiện các giao dịch thì giao dịch đó có thể cần có ngoại tệ để chi, thì cần đổi từ nội tệ sang ngoại tệ và dùng ngoại tệ đó để chi. Ngược lại, với các giao dịch thu ngoại tệ từ nước ngoài vào thì chúng ta sẽ đổi từ ngoại tệ đó sang nội tệ. Vì vậy, tất cả các cái giao dịch liên quan đến thu chi ngoại tệ của cán cân thanh toán quốc tế. Ví dụ chúng ta nhìn lại ở đây ạ. Ở bên trái của tài khoản chữ T là các giao dịch liên quan đến thu ngoại tệ. Bên phải của tài khoản chữ T là các giao dịch liên quan đến chi ngoại tệ. Và để chi ngoại tệ thì chúng ta cần có ngoại tệ bằng cách là đổi từ nội tệ sang ngoại tệ. Còn với các hoạt động liên quan đến thu ngoại tệ thì số ngoại tệ thu được về này sẽ được đổi sang nội tệ để thực hiện các giao dịch trong nước. Vì vậy mà đây chúng ta thấy rằng là
tất cả các cái giao dịch kinh tế quốc tế bao giờ cũng sẽ kéo theo trao đổi ngoại tệ. Một trong hai cái loại trao đổi ngoại tệ này. Và chúng ta có thể biểu diễn nó lên trên thị trường. Trước đây thì trong vĩ mô 1, các bạn đã phân tích thị trường ngoại hối, trục hoành là lượng ngoại tệ và trục tung là tỷ giá hối đoái, chính là giá của ngoại tệ. Thì cung ngoại tệ và cầu ngoại tệ chính là trao đổi với nội tệ, cụ thể như sau. Cung ngoại tệ sẽ phát sinh để đổi lấy nội tệ, còn ngược lại, cầu ngoại tệ phát sinh thì chúng ta phải dùng nội tệ để đổi lấy ngoại tệ đó. Lưu ý là trong một vài sách giáo trình thì tỷ giá hối đoái ở đây của chúng ta lại không phải là giá của ngoại tệ mà nó là giá nội tệ. Hay nói cách khác, nó là nghịch đảo của cái E này. Và vì vậy các bạn phải rất thận trọng khi tham khảo các cái tài liệu khác để xem mô hình này. Bởi vì nếu như trong mô hình đó mà người ta dùng cái tỷ giá hối đoái là tỷ giá nội tệ thì nó sẽ nghịch đảo với E ở đây, và tất cả mọi sự thay đổi mà chúng ta phân tích trong mô hình sẽ đều phải đảo ngược lại. Slide số 7 là một bài tập để các bạn ôn tập lại phần vĩ mô 1. Sự thay đổi của tỷ giá hối đoái có thể là theo cơ chế cung cầu trên thị trường và được gọi là chế độ tỷ giá thả nổi. Đồng thời, tỷ giá hối đoái cũng có thể thay đổi hoặc không thay đổi tùy theo sự quản lý của ngân hàng trung ương. Và trong đồ thị này thì chúng ta đang có xu hướng của thị trường, khi mà nhu cầu ngoại tệ tăng, nó có thể kéo tỷ giá tăng lên M1. Thì ngân hàng trung ương có thể can thiệp bằng cách là bán ngoại tệ ra đúng một lượng với phần ngoại tệ bị thiếu này. Và điều này sẽ làm cho tỷ giá được duy trì ở mức cố định ban đầu là E ngang. Ảnh hưởng của sự thay đổi này không chỉ đến thị trường ngoại hối, tức là cung đô la tăng, mà nó còn ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương, cũng như là cung tiền trong nước. Bởi vì khi mà ngân hàng trung ương bán đô la ra, đường cung đô la tăng dịch phải, thì đồng thời cũng sẽ thu tiền Việt về, bởi vì đây là thị trường ngoại hối, đô la được mang ra là để đổi lấy đồng tiền khác, đó chính là Việt Nam đồng. Vậy ngân hàng thu tiền về thì cái tiền này nó chính là tiền trước đây ngân hàng trung ương đã in ra, nó là tiền cơ sở B. Và khi ngân hàng trung ương bán đô la thu tiền về, tiền cơ sở B sẽ giảm và làm cho cung tiền trong nước giảm. Và có thể hình dung trước rằng nếu như chúng ta phân tích mô hình ISLM thì điều này sẽ làm dịch chuyển đường LM. Một cách tương tự, trong trường hợp thứ hai, khi mà cung đô la tăng trên thị trường và phần dư thừa đô la này thì có thể làm cho tỷ giá giảm xuống E1. Để có thể duy trì tỷ giá ở mức ban đầu thì ngân hàng trung ương sẽ mua phần đô la thừa này vào và dẫn đến nhu cầu mua đô la tăng lên. Việc ngân hàng trung ương mua đô la sẽ phải in tiền Việt ra, và bên cạnh ảnh hưởng của nó đối với thị trường ngoại hối là tăng cầu đô la, đối với dự trữ ngoại hối là tăng dự trữ, thì đồng thời nó lại cũng ảnh hưởng đến cung tiền trong nước. Đó là tiền cơ sở và cung tiền MS. Cuối cùng, những phân tích đối với nền kinh tế mở trong mô hình Modern Fleming này còn được tập trung vào một nền kinh tế mở và nhỏ. Khi nói đến nền kinh tế mở thì chúng ta sẽ nhìn vào các hoạt động của cán cân thanh toán, đồng thời các cái thành tố chính của GDP bao gồm có tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu chính phủ và xuất khẩu ròng. Nền kinh tế mở này cũng được giả định là một nền kinh tế nhỏ. Hay nói cách khác là chúng ta không xét nền kinh tế lớn. Vậy như thế nào là nền kinh tế nhỏ? Đa phần các nước trên thế giới là nền kinh tế nhỏ. Theo nghĩa là nó sẽ chịu sự ảnh hưởng từ thế giới
chứ bản thân nó không đủ lớn để tạo ra ảnh hưởng đối với thế giới. Như vậy, nền kinh tế lớn trên thế giới sẽ chỉ có nền kinh tế Mỹ và nền kinh tế Trung Quốc, và các nước còn lại sẽ phải tập hợp lại thành một hiệp hội chung thì có thể có sức mạnh để tạo tương tự như là nền kinh tế lớn và cạnh tranh với hai nền kinh tế lớn còn lại trên thế giới kia. Về cơ bản ở đây thì nền kinh tế nhỏ sẽ có ba cái đặc điểm chính. Thứ nhất là nó phụ thuộc vào những thay đổi của thế giới. Thứ hai là thay đổi của nền kinh tế nhỏ sẽ không ảnh hưởng được đến thế giới. Và đặc biệt cuối cùng đó chính là ảnh hưởng của lãi suất. Lãi suất trong nước của nền kinh tế nhỏ luôn phụ thuộc vào lãi suất thế giới. Và nếu như vốn chu chuyển theo nguyên tắc lãi suất thì cái giả định này sẽ ảnh hưởng rất quan trọng đến sự chu chuyển vốn quốc tế trong nước và nước ngoài. Nếu lãi suất trong nước vì một lý do nào đó tăng và trở nên lớn hơn lãi suất thế giới thì vốn sẽ chu chuyển đến nơi lãi suất cao, tức là từ nước ngoài vào trong nước. Và điều này sẽ dẫn đến vốn vào, cán cân vốn tăng. Ngược lại, nếu như lãi suất trong nước nhỏ hơn lãi suất thế giới thì đầu tư trong nước là không đủ hấp dẫn và chúng ta sẽ có vốn chảy từ nơi lãi suất thấp là trong nước ra nơi lãi suất cao là thế giới. Vốn chảy ra nước ngoài thì sẽ dẫn đến là F hay là cán cân vốn là giảm. Và đến đây thì chúng ta đã ôn lại đầy đủ cũng như là giới thiệu thêm một vài cái giả định quan trọng của nền kinh tế mở. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào xây dựng mô hình Mundell Fleming của nền kinh tế mở. Bên cạnh hai thành phần ban đầu đã từng được giới thiệu trong nền kinh tế đóng là ISLM, thì thành phần thứ ba trong nền kinh tế mở này là BP, đại diện cho cán cân thanh toán quốc tế. Hai thành phần ban đầu trước đây thì chúng ta đã từng phân tích trong nền kinh tế đóng. Thì bây giờ, liệu trong nền kinh tế mở nó có sự thay đổi gì không? Trước tiên, chúng ta sẽ phân tích về đường IS. Theo định nghĩa, đường IS là tập hợp các điểm cân bằng trên thị trường hàng hóa. Như vậy thì về cơ bản, phương trình cân bằng của thị trường hàng hóa là AE bằng với I. Và trước đây thì chúng ta có AE tổng chi tiêu, bao gồm có 3 thành phần chi tiêu là trong nền kinh tế đóng thì có tiêu dùng, đầu tư và chi tiêu chính phủ. Bây giờ chúng ta sẽ bổ sung thêm vào trong tổng chi tiêu này xuất khẩu ròng. Trong đó, xuất khẩu là chi tiêu của người nước ngoài mua hàng trong nước và nhập khẩu là nhu cầu chi tiêu của người dân trong nước mua hàng nước ngoài. Xuất khẩu phụ thuộc vào thu nhập của người nước ngoài IF. Sau đó sẽ phụ thuộc vào sự cạnh tranh giá cả giữa giá trong nước P với giá nước ngoài là PF. Và cuối cùng là chúng ta phải quy đổi theo tỷ giá hối đoái E. Ngược lại, nhập khẩu là nhu cầu mua hàng của người dân trong nước. Nó sẽ phụ thuộc vào thu nhập trong nước Y, sự so sánh giá cả trong nước P với giá nước ngoài PF và quy đổi theo tỷ giá hối đoái E. Tác động của các cái biến số trong phương trình đến xuất khẩu và nhập khẩu thì được thể hiện bằng các dấu cộng và dấu trừ ở bên dưới. Đến đây, chúng ta cộng 4 thành phần chi tiêu, tiêu dùng, đầu tư, chi mua hàng của chính phủ và xuất khẩu ròng lại thì chúng ta sẽ có là phương trình tổng chi tiêu được bổ sung thêm biến số tỷ giá hối đoái và xuất nhập khẩu so với nền kinh tế đóng. Vậy nếu như trước đây chúng ta đã từng phân tích nền kinh tế đóng AE bằng là AE ngang cộng với alpha nhân Y trừ BR, thì bây giờ chúng ta không lượng hóa chi tiết mà các biến số sẽ được phân tích một cách định tính, tức là yếu tố AE ngang sẽ nằm trong các cái thành phần chi tiêu này. Thành phần thứ hai là ảnh hưởng của chi tiêu liên quan đến thu nhập alpha nhân y, thì yếu tố thu nhập đây y và y. Thành phần thứ ba là trừ BR thì nó sẽ liên quan đến phần đầu tư phụ thuộc vào lãi suất y phụ thuộc vào R, và sẽ được thêm thành phần thứ tư, đó là phần xuất khẩu ròng phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái E.
Từ đây thì chúng ta giải phương trình để xác định trạng thái cân bằng. Các bạn sẽ chuyển thu nhập Y sang một vế và phần còn lại sẽ là các thành phần. Thứ nhất, thành phần chi tiêu tự định như là tiêu dùng tự định C ngang, thuế tự định T ngang, đầu tư tự định Y ngang, chi tiêu chính phủ tự định G ngang và xuất khẩu tự định, nhập khẩu tự định. Thành phần tiếp theo là lãi suất và cuối cùng là tỷ giá hối đoái. Thực ra thì phương trình này nếu như bỏ qua yếu tố nước ngoài thì chúng ta vẫn thấy nó quay trở về dạng phương trình nền kinh tế đóng, dạng phương trình của đường IS trong nền kinh tế đóng mà chúng ta đã từng phân tích. Y là bằng AE ngang, đây toàn bộ cụm này, nhân M trừ đi lãi suất nhân với B và M. Và bây giờ sẽ bổ sung thêm cái phần thứ ba là tỷ giá E. Trong đồ thị, nếu như trục tung của chúng ta vẫn là lãi suất R, tức là chúng ta sẽ vẫn phân tích mối quan hệ của lãi suất với thu nhập hay là sản lượng, thì lúc này sự ảnh hưởng của lãi suất đến đường IS là giữ nguyên như cũ, nó vẫn là mang dấu âm. Và chúng ta vẫn có lãi suất giả sử giảm làm tăng đầu tư thì sản lượng sẽ tăng từ Y1 lên là Y2. Vì vậy mà đường IS trong nền kinh tế mở này vẫn tiếp tục có hình dáng là một đường dốc xuống. Các biến số còn lại trong phương trình đường IS sẽ tạo ra sự thay đổi đối với đường IS, không phải là di chuyển thì sẽ là dịch chuyển, bao gồm sự thay đổi của các thành phần chi tiêu tự định và đặc biệt là bổ sung thêm yếu tố tỷ giá hối đoái. Tỷ giá tăng làm tăng xuất khẩu dòng và sản lượng cân bằng tăng thì sẽ dẫn đến là đường IS dịch phải. Ngược lại, tỷ giá giảm làm giảm xuất khẩu dòng và đường IS sẽ là dịch trái. Các yếu tố liên quan đến độ dốc của đường IS vẫn tiếp tục giữ nguyên như cũ bởi vì nó vẫn thể hiện một sự thay đổi của lãi suất sẽ dẫn đến phản ứng mạnh hay yếu của đầu tư và của sản lượng. Vì vậy mà độ dốc của đường IS vẫn tiếp tục phụ thuộc vào hệ số co giãn của đầu tư đối với lãi suất, tức là hệ số B. Thành phần thứ hai của mô hình là đường LM. Như đã phân tích ở trong bài trước, trong nền kinh tế đóng, đường LM là tập hợp các điểm cân bằng của thị trường tiền tệ. Cung tiền thực tế bằng với cầu tiền thực tế. Và ở đây thì tiền tệ của chúng ta phụ thuộc vào các cái chi tiêu trong nước. Nên là về cơ bản thì cái dạng phương trình nó không có gì thay đổi cả. Tất cả các thành phần đều vẫn giữ nguyên như cũ. Và nếu như, như ban nãy chúng ta phân tích là trong chế độ tỷ giá cố định, Ngân hàng Trung ương can thiệp vào thị trường ngoại hối để giữ cho tỷ giá cố định. Và họ sẽ buộc phải làm thay đổi cái cung tiền, chẳng hạn như là phải bán đô la thu tiền về làm giảm cung tiền, hoặc là mua đô la và in tiền ra làm tăng cung tiền, thì những sự thay đổi của cung tiền trong nền kinh tế mở này cũng vẫn là ảnh hưởng đến cung tiền danh nghĩa. Và như vậy thì cái kết luận của chúng ta không có gì thay đổi cả. Một lý do nào đó làm cho cung tiền danh nghĩa tăng giảm thì vẫn là yếu tố làm dịch chuyển đường LM. Và đây là đường LM của nền kinh tế mở, tương tự, rất là giống với đường LM của nền kinh tế đóng. Thành phần cuối cùng của mô hình hoàn toàn mới đó là đường BP, đại diện cho cân bằng của cán cân thanh toán quốc tế. Như đã nhắc đến, cán cân thanh toán quốc tế là tổng của hai cán cân. Cán cân tài khoản vãng lai và cán cân tài khoản vốn. Với cán cân tài khoản vãng lai được đại diện bằng xuất khẩu dòng, xuất khẩu trừ nhập khẩu, và cán cân tài khoản vốn là F, thì suy ra cân bằng của cán cân thanh toán quốc tế ở đây, chúng ta sẽ có tổng của hai cán cân là bằng 0. Để giải phương trình, thì chúng ta sẽ phân tích từng thành phần xuất khẩu là một hàm của xuất khẩu tự định và tỷ giá hối đoái. Nhập khẩu là một hàm của nhập khẩu tự định, tỷ giá hối đoái và thu nhập Y. Và cuối cùng, cán cân tài khoản vốn là một hàm của các yếu tố tự định F ngang
và chênh lệch giữa lãi suất trong nước và lãi suất nước ngoài. Ở đây nếu mà lãi suất trong nước tăng so với lãi suất nước ngoài thì vốn sẽ chảy vào. Như vậy chúng ta có R tăng thì dẫn đến F tăng, nên là cái chiều tác động của nó đây là dấu dương. Còn nếu lãi suất nước ngoài, lãi suất thế giới tăng, R sao tăng thì vốn sẽ chảy ra nước ngoài làm cho F giảm. Vì vậy mà chúng ta có chiều hướng tác động của nó đây là mang dấu âm. Để xác định hình dáng của đường BP thì chúng ta sẽ xem xét hai điều kiện chu chuyển vốn quan trọng như sau. Thứ nhất, vốn chu chuyển không hoàn hảo. Và thứ hai là vốn chu chuyển hoàn hảo. Đối với trường hợp thứ nhất, vốn chu chuyển không hoàn hảo. Có nghĩa là khi có sự chênh lệch lãi suất thì vốn chảy vào trong nước hoặc là chảy ra nước ngoài nhưng mà không đủ để kéo lãi suất về bằng mức ban đầu. Và đường BP lúc đó sẽ có hình dáng là một đường dốc lên. Còn ngược lại, nếu như vốn chu chuyển hoàn hảo thì chúng ta sẽ có là vốn chu chuyển rất nhiều và đủ để vốn không thiếu và không thừa, và dẫn đến lãi suất trong nước luôn luôn bằng với lãi suất thế giới. Vậy nếu như lãi suất trong nước luôn bằng với lãi suất thế giới và sự chu chuyển của vốn rất là hoàn hảo, tức là rất nhanh, thì lúc này chúng ta sẽ luôn luôn duy trì có một mức lãi suất thôi. Và đường BP sẽ là một đường nằm ngang. Giải thích thêm một chút lý do tại sao đường BP lại là đường dốc lên trong trường hợp là vốn chu chuyển không hoàn hảo. Và trường hợp nào thì BP sẽ dốc nhiều hơn và dốc ít hơn, thì chúng ta sẽ dựa vào phương trình của đường BP ở đây ạ. Như chúng ta đã thấy rằng là đường BP dốc lên thì hàm ý là sự thay đổi của lãi suất ảnh hưởng dương đến thay đổi của thu nhập. Vậy thì với phương trình này, chúng ta sẽ phản ánh được cái sự thay đổi của lãi suất và thu nhập tương quan với nhau như thế nào. Giả sử lãi suất trong nước tăng làm cho vốn chu chuyển vào, và như vậy là cái cụm bên này, tức là cán cân tài khoản vốn sẽ tăng, F là dương. Nếu như trong điều kiện các yếu tố khác không đổi và xuất khẩu dòng bên này không thay đổi như cũ ạ, thì việc F ở đây tăng sẽ dẫn đến BP thặng dư, tức là dương. Như vậy để đảm bảo trạng thái cân bằng thì một sự tăng lên của cán cân tài khoản vốn sẽ phải tương đương với một sự giảm đi của cán cân tài khoản vãng lai, hay nói cách khác là tương đương với một sự tăng lên của nhập khẩu. Và sự tăng lên của nhập khẩu này sẽ tương ứng với thu nhập Y đang tăng. Từ đó chúng ta kết luận là lãi suất tăng thì tương ứng với thu nhập Y cũng tăng, để đảm bảo cán cân thanh toán là cân bằng. Thì chúng ta sẽ có hình dáng như sau. Lãi suất tăng thì thu nhập tăng, từ điểm E đến điểm E phẩy, thu nhập Y đến Y1 đến Y2. Điều gì sẽ quyết định đường BP dốc hơn hay là thoải hơn? Thì nó sẽ phụ thuộc vào hệ số nhạy cảm cũng như là mức độ chu chuyển. Hệ số nhạy cảm của nhập khẩu đối với thu nhập chính là xu hướng nhập khẩu cận biên MPM. Và thứ hai là mức độ mạnh yếu của chu chuyển của vốn. Trường hợp thứ nhất, chúng ta sẽ phân tích như sau ạ. Lãi suất tăng lên và thu nhập tăng theo. Lãi suất tăng thì làm cho F tăng này. Thu nhập tăng thì làm cho nhập khẩu tăng. Vậy nếu như bây giờ vốn rất là nhạy cảm hay là vốn chu chuyển rất là mạnh thì điều này sẽ dẫn đến là lãi suất tăng một lượng như trước thôi, nhưng mà F tăng rất nhiều. Và một cách tương ứng như vậy thì nhập khẩu cũng phải tăng nhiều, hay nói cách khác là thu nhập phải tăng nhiều. Trong trường hợp này, thu nhập không chỉ tăng đến Y2 mà nó còn tăng tiết ra ngoài này. Và điều này sẽ dẫn đến việc đường BP sẽ càng thoải hơn.
Như vậy chúng ta sẽ kết luận là gì? Vốn chu chuyển mạnh hơn thì đường BP sẽ càng thoải. Một cái ảnh hưởng thứ hai đó là MPM. Khi lãi suất tăng làm cho F tăng. Nếu như MPM là một số rất lớn thì thu nhập Y chỉ cần tăng ít cũng có thể làm cho nhập khẩu tăng đủ để duy trì trạng thái cân bằng. Thì từ đó suy ra là nếu như MPM mà càng lớn thì đường BP sẽ càng dốc bởi vì thu nhập Y chỉ cần tăng ít. Từ đây thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ kết luận độ dốc của đường BP phụ thuộc vào hai thành phần chính. Thứ nhất là mức độ chu chuyển của vốn mạnh hay yếu. Vốn chu chuyển càng mạnh thì đường BP sẽ càng thoải và ngược lại. Nhóm yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến độ dốc đó là MPM. MPM càng lớn thì đường BP sẽ càng dốc và ngược lại. Và như vậy đến đây là chúng ta đã phân tích xong. À xin lỗi, chúng ta còn một cái điểm cuối cùng mà liên quan đến đường BP đó là một điểm bất kỳ nằm ở trên đường BP thì sẽ tương ứng với cân bằng của cán cân thanh toán, đó là điểm E và điểm E phẩy. Vậy nếu như một điểm không nằm trên đường BP, tức là không cân bằng cán cân thanh toán, thì chúng ta sẽ có BP không cân bằng rơi vào trạng thái thặng dư hay là thâm hụt đây. Thứ nhất, giả sử chúng ta xét điểm A. Để xác định được cán cân thanh toán tại điểm A là có cân bằng hay không thì chúng ta sẽ so sánh nó với một cái trạng thái tương đương cùng lãi suất của nó mà cán cân thanh toán có cân bằng, đó là điểm E. Cùng một mức lãi suất, tức là cùng chu chuyển vốn, cán cân thanh toán cân bằng ở điểm E, tức là thu nhập Y1. Trong khi tại điểm A, cùng mức chu chuyển vốn, thì thu nhập của nền kinh tế lại là Y2, tức là thu nhập cao hơn sẽ kéo cho nhập khẩu cao hơn. Mà nhập khẩu cao hơn, F vẫn như cũ. Đây chúng ta có thể có từ trạng thái xuất phát ban đầu. Nếu như F vẫn như cũ mà nhập khẩu cao hơn, thì vế bên trái này của chúng ta sẽ bị giảm đi, hay nói cách khác là bị âm. Kết quả là cán cân thanh toán tại điểm A sẽ bị thâm hụt. Phân tích một cách tương tự, tại điểm B thì chúng ta sẽ có là thu nhập cân bằng là Y1 nhỏ hơn mức thu nhập để cho cán cân thanh toán cân bằng tại điểm E phẩy là Y2, tức là thu nhập thấp hơn. Mà thu nhập càng thấp thì NX sẽ càng tăng. Và điều này sẽ dẫn đến là cán cân thanh toán là thặng dư. Như vậy chúng ta có thể kết luận chung, những điểm nằm ở bên phải của đường BP sẽ tương ứng với trạng thái là thặng dư cán cân. À, xin lỗi là những điểm nằm bên phải của đường BP như là điểm A này là tương ứng với trạng thái thâm hụt của cán cân thanh toán, và những điểm nằm ở bên trái của BP như là điểm B thì sẽ tương ứng với trạng thái là thặng dư của cán cân thanh toán. Đến đây thì chúng ta đã xây dựng xong mô hình Mundell Fleming với ba thành phần chính. Một là đường BP đại diện cho cân bằng cán cân thanh toán. Hai là đường IS đại diện cho cân bằng thị trường hàng hóa. Và ba là đường LM đại diện cho cân bằng thị trường tiền tệ. Lưu ý, độ dốc của đường BP có thể tương ứng với ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đường BP là một đường nằm ngang nếu như vốn chu chuyển hoàn hảo. Trường hợp thứ hai, vốn chu chuyển không hoàn hảo thì đường BP sẽ dốc và nó lại có hai trường hợp nhỏ. Đó là BP dốc lên và ít dốc hơn đường LM, hoặc BP dốc lên và dốc nhiều hơn đường LM. Thì lúc này các cái điều kiện của mô hình nó sẽ đưa đến cho chúng ta các cái kết hợp ISLM BP khác nhau. Và khi đó các bạn sẽ có những thực hành cụ thể trong phần ba la mã. Đến đây chúng ta kết thúc phần thứ nhất,
của mô hình Munden Fleming